Tôi là Tô Đình Khánh, tôi 28 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi làm đủ các công việc ở quê. Đến năm 2017, tôi quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Rồi một ngày của tháng 4, 2018, tai họa bất ngờ ập đến với tôi, đó là cơ thể của tôi cảm thấy khó chịu, nhất là đôi chân, bắt đầu tê và mất dần cảm giác, nên tôi quyết định đi khám. Và tôi bàng hoàng khi bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của mình. Tôi bị tắc nghẽn mạch máu ở chân, nếu như tôi không cắt bỏ đi đôi chân thì sẽ rất nguy hiểm, và các bộ phận khác dần dần cũng sẽ bị hoại tử theo. Cô khi nào suy nghĩ như này, con bệnh thì cô lo sợ mất con chứ cô cũng suy nghĩ chứ hết, khi nào chẳng nghĩ chứ hết. Bởi vì bệnh của nó là bệnh hiểm nghèo cho nên cô sợ nó mất á, mà không ngờ nó sống á. Con nghĩ đó là một là do sự tận tâm nhiệt tình của các y bác sĩ, là thứ hai nữa là mình đã chữa chạy kịp thời. Dạ. Nếu như mà Khánh không dũng cảm và đưa ra quyết định của mình á, là coi như là mình bị hoại tử còn nguy hiểm hơn. Nếu mà chăn chư thì ế dạ đó, tại hôm đó em không còn lựa chọn nào khác, em phải quyết định liền. Mà lúc đó có chia sẻ liền cho mẹ nghe không? Nó em chỉ gọi cho ba, đến lúc mà đi máy bay là còn mẹ vẫn chưa biết là em bị đâu. Gần xuống đây không mẹ, gần xuống đây vô bệnh viện đấy, nói biết là cắt chân, cắt chân thì cô không từng nghĩ không cắt một chân mà cắt đoàn ấy, thì ông nghĩ là nếu mà rồi thì ông tên giả cho người ta ông thương tật nhiều à. Dạ. Thì nếu ông làm một ký thì người ta ông bán với số với sạch cố cái nơi cái tấm trang cứ ghi vậy thôi, nó hay một tuần sau. Dạ. Ai ngờ đâu mà cắt luôn. Nhiều quá. Đúng rồi, cô khóc nhiều không cô? Có chứ. Cô xuống nuôi con này, cô buôn này, cô lo nữa. Dạ. Cô bệnh hơn một tháng ở nhà trọ cũng xuống được Khánh, bởi vì lo mất con thì cả lúc đó tiền gạo cũng ít á. Lúc đó thì mấy như anh em hồ hàng bạn bè thì mạnh thương quân giúp đỡ. Mà cái ca bệnh này cái tỷ lệ phần trăm nó dính rất là thấp luôn á. Trường hợp của em rất là hiếm luôn, nó chỉ bị trong một ngày đó, không còn cách giải quyết. Chờ đợi lúc đó họ từ chối, họ chưa gặp khi nào cả. Và lúc em nằm ở bệnh viện trên 175 là em bảo thôi chắc là chết đây rồi, không còn cách nào cả. May mắn là làm sao mà dưới nó họ lại gọi ngược lên, họ bảo là chấp nhận, đồng ý nhận. Nếu còn cơ hội thì có chuyển xuống. Thế là chuyển xuống thì họ bảo cưa. Họ bảo cưa thì mới giữ, có thể giữ mạng sống thì em cũng quyết định luôn. Cũng suy nghĩ nhiều lắm, em nghĩ đến lúc mà mình ví dụ có cắt như vậy á, thì sau này mình sẽ làm gì? Cũng có hình tưởng ra những cái người mà em đã từng gặp. Thì họ bị cụt tay cụt chân như vậy thì họ làm gì? Em thấy họ vẫn đi xe lăn, họ bán vé số, họ lắp chân giả, họ đi thì em cũng tưởng tượng em như thế. Ừ. Em lúc đó chỉ mong làm sao mình được sống được. Đó là em quyết định. Đúng, còn sống là còn hy vọng mà. Dạ đúng rồi. Hành mấy lần nó đinh từ từ đấy. Đó là áp lực tâm lý mà ai cũng như vậy thôi. Gặp anh cũng chịu không nổi đâu Khánh ơi. Mà thật sự em rất là kiên cường, em dũng cảm hơn anh rất là nhiều á. Nhưng mà rõ ràng cuộc sống luôn là như vậy, sẽ làm mở ra những cánh cửa khác. Dạ. Khi mà cánh cửa này đóng lại thì còn cơ hội đó mà. Luôn luôn có ánh sáng ở mọi nơi. Cái Tết đầu tiên mà em ăn Tết ở đây á, lúc đó là buồn lắm. Em mới bị em về nằm trong nhà không à. Em nằm một chỗ á, em thấy mẹ cứ lo cho mình từng tí một. Mình nhiều khi em nghĩ là bé mình là mẹ nó vất vả nuôi mình lớn rồi, mà bây giờ mình trưởng thành rồi. Đúng rồi. Mà lại để cho mẹ tiếp tục kiểu nhìn cảnh nó, em kiểu như là nó đánh động vào trái tim của mình. Và mình tự ý thức được mình là trưởng người trưởng thành, mình phải tự đứng lên. Dù là đôi chân hay đôi tay, hay là nghị lực hay ý chí, mình đều phải vực dậy được hết. À, cái kỷ niệm năm Tết năm 2018 mà em mới về nhà đó, thì lúc hôm đó là cái mà làm em bắt đầu gọi là mình thức tỉnh. Mình gọi là mình cần phải đứng dậy. Mình không thể như thế được nữa. Thì em lúc đó là cái Tết năm đó thì kiểu như ba đang gọi là đêm giao thừa. Thì nói chung không khí gia đình lúc đó thì rất là buồn. Bình thường mọi năm trước thì mấy anh em sẽ về quê. Về quê chuẩn bị Tết rồi nấu bánh chưng. Mấy anh em tập trung lại, ba chuẩn bị nấu bánh chưng vui lắm. Thế là đùng phát em như vậy. Nên năm đó là thay đổi hoàn toàn 360 độ luôn. Lúc đó là sắp giao thừa rồi, mẹ thì cũng làm mâm cơm cũng thủ cho ông bà. Thì mâm cơm đặt lên rồi thì ba đứng thắp hương. Thì ba tự nhiên lúc đó là òa khóc. Ba khóc nức nở luôn, xong tự nhiên là cả nhà tự nhiên theo nó là òa khóc, kiểu như là đau lòng. Từ lúc đó là em có suy nghĩ là mình phải đứng dậy, mình không thể nào như thế này được. Từ đó em sau cái Tết đó là em quyết định tìm hiểu cái xe mà em mua. Nói chung cũng không phải mua được liền, em phải làm 3 tháng em mới đủ tiền để mua. Thế bắt đầu mới quyết định đi xuống chung cư. Hôm đó mẹ cứ giục em là ra ngoài, mày ra ngoài tí cho nắng,
cho nó da rẻ cho nó ấy tết chứ được. Nằm trong nhà miết da nó trắng bệt á, nó là em kiểu cảm giác không dám ra ngoài, cứ sáng xuống 10 phút 5 phút mẹ đẩy xuống đẩy thì mẹ đi sau kìa, không dám đi một mình. Rồi em xuống nhà thì em gặp mấy cô hàng xóm ở đấy, họ nhìn thấy em họ ơ sao mẹ lần đầu thấy nó ở đây, rồi cũng đến hỏi thăm, rồi cũng thấy thương em có ừ sao mình cũng xuống đây lâu hơn, sao mình không ra ngoài mình nhìn thấy không khí nắng rồi chim hót rồi gió thổi mát mình chia sẻ với nhau dạ, được gặp mọi người mình, thì em nghĩ sao mình không xuống sớm hơn. Đó, thằng từ đó mà em tự tin em được ra ngoài. Rồi em ra ngoài em xuống em đánh cờ với mấy chú rồi uống nước cà phê, rồi bắt đầu là bạn bè qua, nói chung có sân chơi để em có thể thoải mái được. Từ những điều nhỏ nhặt nhất bởi sự yêu thương của gia đình. Đúng rồi. Và từ đó bây giờ bạn Khánh đã làm được rất nhiều điều mà không phải ai cũng làm được đâu cô. Có mấy ai mà có được một cơ sở ha, kinh doanh online với rất nhiều mặt hàng đa dạng như vậy. Bác cứ yên tâm nha, bác cứ an nhiên mà sống và tự hào về Khánh cũng như là hai người con trai nữa của mình nữa. Nãy giờ biết sao không, mọi người ơi, em với lại Khánh là cố tình giấu mẹ tên chương trình là món quà bất ngờ. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Cái nè. Dạ. Mẹ chưa biết chuyện gì cả. Đấy. Quan trọng, nhân vật chính ngày hôm nay là mẹ của Khánh, đó là bác Nhiên. Thì Khánh có gửi một cái tin nhắn vào fanpage của chương trình Món Quà Bất Ngờ và mong là ban biên tập sẽ tạo một món quà ý nghĩa nho nhỏ dành tặng cho mẹ để thay cho lời cảm ơn suốt rất nhiều năm nay, kể từ khi mà giây phút sinh Khánh ra đời cho đến khi mà Khánh gặp biến cố trong cuộc sống, mẹ luôn là người đứng sau để âm thầm hỗ trợ hết. Thì đây sẽ là một món quà ý nghĩa trong đêm ngày hôm nay. Hôm nay em thực sự rất là mong muốn và tha thiết cũng như là muốn chương trình giúp đỡ em, hỗ trợ em có thể là thực hiện được cái ước mơ mà em muốn dành cho mẹ, tạo một cái điều gì đó bất ngờ đến cho mẹ của em. Tại vì hồi trước em rất là muốn được chở mẹ của mình được đi đây đi đó để tham quan những cái địa điểm mà ở Sài Gòn đây. Trước đây thì em đi xe được xe máy nhưng mà bây giờ thì không đi được nữa, nên là rất là khao khát được chở mẹ đi một lần. Trong khoảng thời gian 3 năm mà em ở đây và mẹ cũng xuống đây với em thì chưa được một lần nào được đi xa cũng như là cùng em đi ra ngoài một bữa cho nó gọi là để cho thoải mái tinh thần ấy. Cho nên hôm nay em rất là muốn được cùng đi với mẹ. Sẵn tiện ngày hôm nay có mấy bạn trẻ nè, anh muốn nhờ mấy bạn là chơi bóng với anh Khánh cùng với anh được không nè? Không, em cứ có xe qua đây. Anh cổng em. Còn không? Cổng. Chơi chiêu gì? Thì anh làm chân cho em. Rồi. Ok. Rồi. Mình nói nhỏ với nhau nghe mình đang lúc nào. Nha, anh chỉ làm chân cho em thôi. Dạ. Chuẩn bị nha. Cẩn thận té em nha. Ok. Đúng một ký thôi. Vào. Vào. Lại tấm nữa nè, lại cái nữa nè. Không, mình phải dắt bóng nè, dắt bóng như Bruno Fernandes nè. Đảo vô, đảo vô. Rồi. Yeah. Rồi. Thấy anh Hoàng thở mệt rồi đó. Chân thôi mà, em chân thôi. Em rã chân rồi. Vô bên kia. Ở đây, vô đầu anh Khánh. Đó đâu. Ôi. Ghê thế, vỗ tay. Đây chính là điểm hẹn mà cũng là cái địa chỉ mà lát nữa đây bác Nhiên sẽ giao hàng một món quà rất là đặc biệt cho chúng ta. Rồi thì mẹ có bất ngờ không nữa? Chắc là bất ngờ anh. Giờ đợi mẹ thôi. Đó, lúc đầu mình cứ nói mẹ giao hàng giùm mẹ, ai ngờ đâu là cái món quà đó là trực tiếp cho mẹ đâu. Trong phố đi bộ em hình như mới đến được một lần. Phố đi bộ là cho một lần? Một lần. Dịp nào? Hồi lâu hồi em đang còn bình thường á, em đi với bạn lên đây chơi. Em có đi cái đường này giờ nên nhớ. Giờ cũng là cải tiến cập nhật. Mẹ gọi, mẹ gọi. Mẹ gọi rồi. Phải không? Phải số mẹ không? Dạ đúng rồi, 2, 1. Dạ luôn. Dạ con Minh nè cô. Dạ đúng rồi, con có gói hàng á. Cái địa chỉ ở bên đường Nguyễn Huệ á con.
con đang ngồi chờ nè cô, chừng nào cô qua. Dạ dạ cô qua giùm con đi, con đang cần gấp á cô. Trời, lâu lâu giả giọng mệt quá. Nếu sợ sợ nãy giờ nói chuyện với mẹ, mẹ biết giọng anh sao? Dạ. Nó nhá giờ giả giọng á. Họ giả chứ không ai. Em thấy giống ai, giống gái giống trai vậy? Giống 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 cực quá vậy. Kiểu vậy anh. Chắc mẹ em đến đây chắc không biết là ở đâu luôn á. Tại vì mẹ em không biết là ở đâu đâu. Cũng may là có ban biên tập. Dạ. Mọi người sẽ cố gắng cố tình chở mẹ ra tới đây luôn. Từ nhỏ giờ á, mình nhớ là mình tặng quà cho mẹ bao nhiêu lần không? Tết thì em lì xì rồi tặng bông, mùng 8 tháng 3 em tặng hoa. Em nhớ mình nhất là hồi em đang ở nhà em tặng mẹ một chỉ vàng. Rồi một bó bông mùng 8 tháng 3 lúc đó là lần đầu tiên em tặng luôn. Em kiểu là nói rất là khó, em chỉ bảo con tặng mẹ, thế là mẹ bất ngờ á. Hồi mẹ vui ha. Dạ. Cảm xúc cũng rất là hạnh phúc. Dạ. Mà thời là con trai mình đâu có nhiều được tặng quà không ạ. Em nhớ tặng một cái xe đạp điện nữa. Đạp điện hồi mẹ em thấy mẹ em không đi xe máy á. Em mua xe đạp điện tặng cho mẹ để mẹ đi chợ. Mẹ đi chợ xa mà, hồi đó đi xe đạp á. Đó là món quà mà giá trị nhất mà em thấy tặng mẹ giờ. Xa xa phải nàng không? Phải nàng không? Mẹ đó. Đấy, mẹ ơi, chắc mẹ bất ngờ. Đi đâu đây? Dạ. Đi đâu mà đến đây? Đi đâu thì tụi con đi đến đây chứ đi đâu? Đúng địa chỉ rồi. Địa chỉ đến đó. Bác. Dạ. Cô chứ, cô. Mẹ ngồi đi. Ngồi đi, đi giao hàng thấy vui không? Nay con với anh Hoàng muốn dắt mẹ lên đây chơi nên là muốn tạo mẹ một cái bất ngờ á. Dạ. Nên là hai anh em lập mưu là xếp hàng. Thiệt á, con nói ra đường qua phóng sự. Nhưng mà cái địa chỉ mà nãy giờ tụi con nhờ cô giao cái món hàng này á là chính xác địa chỉ của tụi con ngồi đây luôn á. Và cái món hàng này nè, ở ngoài bên đây nè. Ủa thường nó động dạ. Với động với cháu ăn. Không phải bạn Minh nào hết trơn á. Là cô á, món quà này dành cho cô. Đây là quà này con dành tặng mẹ. Bây giờ mẹ cứ tặng mẹ đi. Đây, con xin tặng mẹ món quà. Dạ. Đây là không có gì cả đâu. Chỉ là món quà này là một bức thư tay. Cô gắng xem ai biết. Không biết. Cái đã lớn mình đó. Cô gắng biết. Đây là bức thư con viết cho mẹ. Không có kính đi đọc ra được. Con sẽ là cặp kính. Bữa nay con là cặp chân của Khánh thì con sẽ là cặp kính của cô Nhi. Hôm nay đợi con xíu. Hôm nay con đã lấy hết dũng cảm của mình để viết cho mẹ lá thư này, cũng là lá thư đầu tiên con viết gửi cho mẹ. Mẹ yêu à, hôm nay con đã nhờ chương trình giúp cho con tạo một điều bất ngờ dành cho mẹ để cảm ơn những gì mẹ đã làm cho con trong thời gian vừa qua. Con biết mẹ đã dành trọn thời gian của mình cho con. Lúc con còn bé, mẹ chăm sóc con, và khi con lớn lên rồi nhưng vẫn để cho mẹ phải lo lắng vì con. Nhưng từ bây giờ trở đi, mẹ hãy cứ yên tâm về con nhé. Con của mẹ giờ đây đã rất là mạnh mẽ. Một khó khăn và đau đớn cũng đã qua rồi mẹ à. Nên mẹ cũng hãy vui vẻ và sống thật hạnh phúc cùng chúng con nha. Con tin rằng từ nay về sau, con sẽ là niềm tự hào của mẹ, của cả gia đình mình. Ba mẹ sinh ra con bình thường, nhưng ông trời lại muốn con đặc biệt để làm những điều đặc biệt. Mẹ hãy tin vào điều đó. Con rất biết ơn mẹ, biết ơn cả gia đình mình đã luôn yêu thương và che chở cho con. Và con mong rằng từ đây về sau, gia đình chúng ta sẽ luôn vui vẻ, tràn đầy sự yêu thương dành cho nhau và đồng hành cùng nhau mẹ nhé. Con chỉ muốn nói với mẹ là con rất là yêu mẹ. Mẹ cảm ơn con. Con cảm ơn mẹ. Mỗi đau đớn cũng quá là con mong mẹ là ở đây về sau thật là vui vẻ hạnh phúc bên sống thật là khỏe mạnh bên cạnh con để cùng con để đồng hành cùng con nghe biết.
mẹ không được buồn nữa nhá. Con thương mẹ. Có được người mẹ như vậy là đáng quý lắm nè. Mà có được một người con trai vậy cũng đáng tự hào lắm nè, đúng không mẹ? Thì con cũng mong là sau này Khánh cũng sẽ có một người vợ thật là đảm đang và yêu thương và chăm sóc cho Khánh. Và cũng là một cô dâu Thảo để giúp cho cô cũng bớt nhọc nhằn con hen. Cô cũng mong mỏi từng dạ mong sức khỏe, đừng có chuyện chỉ xảy ra với Khánh nữa. À, mọi người ơi, xe đang khởi động kìa. Món quà ngày hôm nay không chỉ là bức thư này mà là bạn Khánh mong muốn tặng cô một chuyến tham quan vòng quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh với những địa điểm nổi tiếng. Trời ơi, chưa gì không cần máy lạnh mà mát quá mọi người ơi. Mẹ, mẹ thấy ổn chứ mẹ? Cô Tư, trời ơi, không say xe. Xe này bao say xe. Dạ, em chào cả nhà. Cả nhà dành tràng pháo tay thật lớn cho bạn Khánh được không ạ? À? Dạ, cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một chuyến đi thật là vui vẻ. Cảm giác bữa nay sao nè, được tặng quà sao nè? Quà thì vui, cảm ơn ekip của chương trình. Dạ. Cho mẹ con Khánh được trải nghiệm đi chơi. Mẹ thấy sao? Mẹ thoải mái không? Ờ, thoải mái. Dạ. Không hề có tình trạng xe xe đúng không mẹ? Không hề luôn. Rồi bên cạnh đó mẹ thấy thành phố Hồ Chí Minh về đêm như thế nào nào? Về đêm thì đẹp đi. Dạ. Nhân tiện chương trình em cảm ơn chương trình cũng như là anh Hoàng. Tối nay đã đưa hai mẹ con em được một trải nghiệm một vòng xung quanh Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh cảm xúc thực sự rất là thoải mái. Này lâu lắm rồi em không có được hết cái thở cái không khí mà nó có mùi khói bụi một tí, mùi thơm của cái xăng xe đấy. Nhiều khi thú vị đó. Dạ, lâu rồi mình không được hít á, cảm thấy rất là thú vị. Và rõ ràng là khi mà chúng ta thấy được rất nhiều gia đình dẫn người thân của mình lên đây để tham quan thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cảm nhận được cái tình yêu thương của gia đình sẽ là một nguồn sức mạnh, một nguồn động lực vô hình nhưng mà nó rất là to lớn để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Khi mình gặp khó khăn gì đó thì gia đình luôn là cái động lực để mình tiếp tục.